Xin chào mọi người, Nhuần giới thiệu khu chế biến và sản xuất nước mắm cá cơm thương hiệu Cá Đen tại Phan Thiết để cho mọi người có dịp tới tham quan và sử dụng. Ngon quá trời ngon, nước mắm này mình cái thịt luôn, khỏi chê luôn. Ở đây mà ăn nước mắm này rồi. Quy trình ủ chợp tiêu chuẩn ở đây là 12 tháng. Sau thời gian này nước mắm mới được rút. Ban đầu là nước mắm cốt có độ đạm trên 30, tiếp theo là nước mắm long có độ đạm trên 20. Sau khi đã kéo rút đạm trong chợp, các loại nước mắm mới được trộn lại để có độ đạm theo chuỗi tiêu chuẩn. Thì hiện tại nước mắm ở đây là có độ đạm là 32. Nước mắm ở đây thì là nguyên chất, an toàn thực phẩm và rất ngon nha.